con dốc rất dài nha bạn. Hiện tại chiếc xe đã sắp đến, sắp tới đường lớn nữa bạn. Đi một đoạn nữa thôi là sẽ ra tới đường chính. Như vậy là chiếc xe đã xuống núi thành công và đã đến được đường chính nữa bạn. Thời tiết hôm nay khá là đẹp, trời không mưa, có nắng nhẹ.